Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Việt Nam. Năm 2020, Liên minh Kỷ lục Thế giới World Kings đã chính thức công nhận Việt Nam là đất nước có nhiều món sợi và nước hấp dẫn nhất thế giới. Những món sợi và nước của người Việt được chế biến với rất nhiều nguyên liệu khác nhau, kết cấu sợi khác nhau và mỗi vùng miền lại có những nét chấm phá riêng từ mùi vị cho đến cách bài trí, khiến cho thực khách vương vấn mãi không thôi. Các loại sợi phổ biến được du khách biết đến nhiều nhất là sợi dệt và sợi tròn. Sợi dệt thì điển hình nổi tiếng khắp toàn cầu, chính là sợi phở. Ngoài ra còn có sợi bánh đa. Còn loại sợi tròn thì cũng đa dạng lắm. Có bún, có bánh tăm, có bánh canh. Trong đó sợi bánh canh là to và mềm hơn cả. Nó thường được khách nước ngoài so sánh là dày như sợi mì udon vậy đó. Và rất phổ biến ở khu vực miền Nam Việt Nam. Du khách nước ngoài tới miền Nam, ngoài thấy những hàng phở, hàng bún thì cũng sẽ thấy rất nhiều hàng bánh canh đông khách trên vỉa hè. Trong đó phổ biến nhất là bánh canh cua. Có lẽ vì bị thu hút bởi những quán bánh canh cua đông nghịt người tới thưởng thức, nên anh chàng blogger ẩm thực người Mỹ Mark Wiens đã lựa chọn món ăn này vào danh sách không thể bỏ qua trong hành trình khám phá ẩm thực Việt Nam. Trên trang blog Migrationology, Mark đã có bài viết rất chi tiết chia sẻ cảm nhận của anh ấy về bánh canh cua. Quán bánh canh mà Mark lựa chọn là một quán nổi tiếng nằm trên đường Trần Khắc Chân, là nơi ghé thăm thường xuyên của người dân địa phương, và đó cũng là dấu hiệu cho thấy Mark đã tìm đến đúng địa điểm mình cần. Anh chàng người Mỹ kể lại, khi chúng tôi đến, nhà hàng đã gần như kín chỗ, ít nhất 3/4 số bàn đã có người ngồi. May mắn thay, có một cái bàn bên ngoài đường phố, điều kiện hoàn hảo để ăn uống và ánh sáng tuyệt vời nữa. Bởi vì nhà hàng đã hết chỗ, thậm chí không phải vào giờ ăn thông thường, nên tôi biết nó sẽ cực kỳ tuyệt vời. Mark nhận xét, bánh canh là một loại mì gạo của Việt Nam và công thức của món này bao gồm cả bột sắn và bột gạo. Sợi bánh canh dày và thịnh soạn, tương tự như mì udon của Nhật Bản và rất giống với một loại sợi mà tôi đã thưởng thức cho một món ăn khác của Việt Nam có tên là bánh tằm bì. Sợi bánh canh dẻo, mềm và hơi dai. Đây là loại sợi mà bạn phải ăn nó ngay khi nhấc nó ra khỏi bát bằng đũa. Nếu không thì nó chắc chắn sẽ nhanh chóng trượt ra khỏi đôi đũa của bạn. Anh chàng blogger còn miêu tả rất chi tiết quá trình thưởng thức bánh canh cua lần đầu tiên đầy ấn tượng như thế này. Ngay khi chúng tôi đến quán bánh canh cua Trần Khắc Chân và chọn chỗ ngồi, tôi tiếp tục gọi một tô bánh canh cua bình thường của họ. Đó là một món mà mọi người ở đó hay ăn. Tôi ngay lập tức bị ấn tượng bởi chiếc tủ kính, hoàn toàn tràn ngập các nguyên liệu đầy màu sắc. Đối với những người yêu thích ẩm thực như bạn và tôi nghĩ không có gì để không thích bầu không khí của nhà hàng này. Đầu tiên, họ bắt đầu với một mớ mì bánh canh trần thơm lừng đặt dưới đáy tô của tôi. Sau đó là một phần thịt cua đã tách vỏ, thịt heo thái lát mỏng, trứng cút, tôm và cuối cùng là viên gạch cua được tạo hình giống như mai cua. Sau đó là một muối nước dùng sóng sánh màu cam đặc trưng của món bánh canh cua, trang trí hành lá và tiêu đen lên trên. Lúc đó, nhìn họ chuyển những bát bánh canh cua phục vụ cho những thực khách đang đói, bạn có thể tưởng tượng miệng tôi ứa nước miếng và tôi đói meo luôn. Trong vài giây sau khi bát của tôi được phục vụ, tôi đã phải tròn mắt kinh ngạc trước vẻ đẹp của các thành phần và sự kết hợp được đặt trước mặt tôi. Trước khi thêm bất kỳ gia vị nào, tôi quyết định nếm thử món súp. Nó ấm và nhẹ nhàng, không quá giống như một tô mì súp bình thường. Nó đặc hơn nhiều và được xử lý giống như nước sốt hơn là nước dùng lỏng. Nó không quá mạnh về mùi hương, chỉ có cảm giác cực kỳ dễ chịu với hương vị cua tinh tế. Cùng với sợi bánh canh và nước sốt tuyệt vời, tất cả những thứ kèm bên trên đã làm cho món ăn trở nên tuyệt vời hơn. Ngay chính giữa là một cục huyết. Có thể bạn đã thấy tôi viết blog về huyết đông một vài lần trước đây. Mặc dù nó có thể không đẹp nhất, nhưng nếu bạn nếm thử, bạn sẽ thấy rằng nó thực sự hầu như không có hương vị đáng sợ và chỉ có kết cấu thạch mịn. Cùng với viên chả cua không vỏ, một trong những món tôi thích nhất trong tô bánh canh cua của tôi là viên chả cua này, thực sự được tạo hình thành một chiếc mái cua. Ít ra là tôi nghĩ vậy. Tôi thường không say sưa với thịt viên lắm, bởi vì tôi gần như luôn chỉ thích thịt miếng thôi. Nhưng tôi phải nói rằng, món thịt viên này là sự kết hợp hoàn hảo của thịt lợn băm và cua, rất tuyệt vời. Nó xốp nhưng không quá mịn và có đầy hương vị thơm ngon. Trong tô bánh canh cua, chả cua có lẽ được xem là linh hồn. Viên chả có mùi thơm, dai, béo ngọt, bùi bùi. Tô bánh canh hấp dẫn hơn khi cho thêm tóp mỡ, ớt, hành ngò nữa.
không giống như bún riêu, một loại bún của Việt Nam rất khác. Bánh canh cua dày hơn nhiều, cả sợi bún và nước dùng, và giống như một món hầm hơn là một món súp. Trong khi húp bát bánh canh của mình, tôi nhận ra tại sao cả nhà hàng và món ăn này đều nổi tiếng đến vậy. Nó vừa ngon, vừa dễ ăn, vừa tạo cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng. Chỉ cần nhìn vào một thứ ăn đó, có sợi mì trơn, một miếng cua, một ít hành lá và nước thịt đậm đà để hòa quyện tất cả. Đơn giản và ngon, bánh canh cua có thể dễ dàng trở thành món ăn dân dã tuyệt đỉnh của Việt Nam. Trong bài blog của mình, Mark cũng giới thiệu luôn video trên kênh YouTube Mark Wiens của anh ấy review về món ăn này. Thật bất ngờ là bên dưới video có vô số bình luận của cộng đồng mạng nước này, ngoài bày tỏ rằng họ rất thích hương vị của bánh canh khi đi du lịch Việt Nam và thèm chảy nước miếng khi nhìn Mark thưởng thức tô bánh canh cua nóng hổi ấy. Giờ thì chúng mình cùng xem cụ thể họ đã chia sẻ cảm nhận thế nào về bánh canh cua của nước ta nhé. Ồ, mỗi năm tôi đều đến Việt Nam và tôi đã đến quán đó rất nhiều lần. Nó rất ngon, tôi thích nó. Bánh canh cua siêu ngon. Tôi cực kỳ yêu thích cua. Đây sẽ là một món phải thử nếu tôi đến Việt Nam. Mì làm từ bột sắn rất tốt cho những người không thể ăn gluten. Vợ tôi bị dị ứng với hải sản có vỏ. Vì vậy tôi nghĩ có thể thử nấu món súp này với thịt viên cá hồi thay vì cua. Ở đây là 9 giờ 11 phút sáng ở Peterborough, Ontario, Canada. Tôi chỉ mới uống cà phê, nhưng tôi nghĩ tôi muốn thử làm ngay những gì mà bạn đăng. Mô tả của bạn rất kỹ lưỡng. Cảm ơn bạn. Wow, bạn đã làm cho tôi ước rằng tôi đã ở đó. Trông ngon miệng quá. Một trong những món ăn ngon miệng nhất mà bạn đã review. Tôi đang thèm một ít cua ngay bây giờ. Trời ơi, miệng tôi chảy cả nước miếng. Phải tự làm cho tôi một ít ở đây thôi. Haha, một video tuyệt vời khác. Chà, 1,62 đô là một mức giá tuyệt vời cho một món ăn tuyệt vời. Người đầu bếp cũng đáng yêu. Món súp đó trông thật tuyệt vời. Với giá 1,62 đô la, tôi sẽ ăn 2 bát. Tuyệt vời. Yum, nhìn rất tốt. Cảm ơn vì đã chia sẻ. Nếu tôi đến Việt Nam, tôi sẽ tìm kiếm địa điểm này. Bây giờ tôi muốn ăn ngay một ít cua. Của vùng núi California ở đây là 7-8 đô một pound. Trên trang TripAdvisor, bánh canh cua Trần Khắc Chân cũng nổi tiếng là điểm đến đáng nhớ đối với nhiều khách du lịch. Một du khách đến từ Canberra, Úc chia sẻ: tôi đến ăn ở đây vì nó được giới thiệu bởi Mark Wiens và Mai Chen. Không hề thất vọng, họ chỉ phục vụ một món ăn và nó rất ngon. Bạn vào, ăn xong và ra về. Nơi này có lượt khách cao và còn giao hàng tận nơi. Đáng để nỗ lực đến đây vì đồ ăn rất ngon. Tôi ước tôi có thể đến đó một lần nữa. Một vị khách khác đến từ Baltimore, Maryland nhận xét: chúng tôi là khách du lịch duy nhất trong nhà hàng này. Chúng tôi bắt xe Uber từ khách sạn của mình nên không có vấn đề gì khi tìm địa điểm. Bát bánh canh cua thật tuyệt vời. Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ đến đây nếu bạn đã từng ở thành phố Hồ Chí Minh. Họ không mở cửa cho đến khoảng 3 giờ chiều và không có nhiều khách địa phương quá mức nếu bạn đến đó sớm. Tài khoản PicoGo bình luận: chúng tôi đã tìm kiếm ngẫu nhiên và thấy quán ăn địa phương này. Nó rất ngon. Tôi thực sự nhớ món ăn này cho đến bây giờ. Người dân địa phương thường xuyên ăn ở đây, vì vậy nó chắc hẳn rất đáng tin cậy và ngon. Tôi đã rất ngạc nhiên khi hương vị món này có thể phong phú như vậy, với một chút hương vị của mỗi thành phần đã góp phần tạo nên tổng thể một bát bánh canh ngon. Hãy đến sớm nếu có thể, vì họ đóng cửa sau khi bán hết hàng trong ngày. Tôi chắc chắn sẽ đến đây ăn một lần nữa. Chà, xem ra quán bánh canh cua nổi tiếng ở Trần Khắc Chân thực sự là nơi đáng để ghé thăm ít nhất một lần khi tới thành phố Hồ Chí Minh đấy. Át thì chưa có cơ hội đến đây nên không biết rõ bánh canh cua của quán có gì đặc biệt. Nhưng át đã từng thử bánh canh cua rất nhiều lần ở nơi khác rồi. Và thực sự rất thèm cái sợi bánh canh mềm dai, béo béo ấy, nhất là trong tiết trời se lạnh thế này. Còn các bạn, đã ăn bánh canh cua chưa? Và đâu là địa điểm bán bánh canh cua ngon nhất đối với bạn? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và trò chuyện cùng át. Xin chào và hẹn gặp lại.